Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò cũng như khuyến khích cộng đồng chung tay đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cao Bằng, gọi tắt là TechFest Cao Bằng. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý khán giả theo dõi phóng sự TechFest Cao Bằng 2024 tăng cường liên kết đổi mới và phát triển. Sự kiện chính trị quan trọng này góp phần từng bước thúc đẩy liên kết các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh và các thành phần trong hệ sinh thái TechFest quốc gia. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tham mưu tích cực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ liên tục từ các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó lựa chọn các nhân tố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Cao Bằng trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, trên cơ sở khai thác nguồn tài nguyên, tri thức văn hóa bản địa đặc hữu của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển hơn. Hệ sinh thái khởi nghiệp là một tập hợp gồm những tác nhân khởi nghiệp, tiềm năng hoặc hiện tại, có liên quan với nhau, các tổ chức, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các chế định, các trường đại học, cơ quan chức năng nhà nước, tổ chức tài chính. Các thành phần này cộng lại với nhau, làm trung gian, kết nối và quản trị sự vận hành của tổng thể trong phạm vi môi trường khởi nghiệp địa phương. Sau 3 năm triển khai, đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đề án trở thành chìa khóa cho thế hệ trẻ và các tổ chức đoàn thể, khơi dậy ý chí sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, xây dựng nhiều mô hình, sản phẩm mới, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. Các thành viên ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động bao gồm thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các đối tượng thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực thực hiện đề án đã phối hợp với Làng Nông nghiệp Thông minh, tổ chức huấn luyện đào tạo đội ngũ tham gia cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gọi tắt là TOT Cao Bằng, tập huấn cho các chủ thể mô hình kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương. Có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái chương trình, nguồn lực, chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong cái bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có rất là nhiều các cái thành phần cấu phần tham gia. Tuy nhiên thì làm sao để có thể là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Cao Bằng nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung có thể tiếp cận được một cái nguồn lực, thì chúng tôi đánh giá đây là một trong số những cái phương pháp tiếp cận để làm sao mà có thể là Cao Bằng là một cái địa phương chúng ta có thể làm thí điểm. Và trên cơ sở đấy thì chúng tôi cũng muốn là nhân rộng mô hình này ra. Từ cái việc đó là chúng tôi xây dựng một cái mạng lưới nòng cốt là mạng lưới cố vấn địa phương. Họ là những người mà đang được phân công nhiệm vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương để có thể là những người mà hiểu văn hóa, hiểu thói quen, hiểu cái phong cách sinh hoạt cũng như là canh tác của bà con. Thì họ là những cái người mà đi về trực tiếp là khám sức khỏe, chúng tôi gọi là khám sức khỏe cho doanh nghiệp. Và trên cái cơ sở đấy thì họ sẽ phát hiện ra những cái vấn đề cần hỗ trợ của doanh nghiệp. Và sau đấy thì cái mạng lưới cố vấn địa phương này sẽ cùng với chúng tôi để có thể phân tích, đánh giá xem là cái nào là cái vấn đề mà nội lực doanh nghiệp có thể tự thay đổi được, cái vấn đề nào là cái vấn đề chúng ta có thể có sự kết nối với lại cả hệ sinh thái của địa phương. Ví dụ như là chương trình nào thì liên hệ với Sở Khoa Công nghệ, chương trình nào liên hệ với lại cả Liên minh, chương trình nào có thể liên hệ với phụ nữ. Còn lại những cái vấn đề mà doanh nghiệp chưa có khả năng để tự giải quyết, hoặc là những cái vấn đề mà sở ban ngành chưa ra những cái chính sách để hỗ trợ kịp thời, thì chúng tôi sẽ đặt hàng với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của quốc gia. Và đó chính là cái việc mà chúng ta chuyển giao và kết nối lối dài những cái nguồn lực của quốc gia về với tỉnh Cao Bằng. Và trong cái năm vừa rồi thì hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Cao Bằng thông qua mạng lưới cố vấn địa phương thì chúng tôi đã huy động được thêm rất nhiều những cái đối tác, tổ chức. Ví dụ như là BSA, ví dụ như là tổ chức KE đã về với lại cả tỉnh Cao Bằng và đã có những cái chương trình hành động hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng một cách phát triển hơn bằng những câu chuyện cụ thể, những mô hình cụ thể và giải quyết những cái vấn đề cụ thể của các doanh nghiệp. Điều đặc biệt, để thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết, tìm kiếm giải pháp cải thiện năng suất lao động, phục vụ phát triển kinh tế xã hội,
vào đầu tháng 10 năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, TechFest Cao Bằng năm 2024, được tổ chức với nhiều hoạt động ấn tượng, gồm triển lãm công nghệ, trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm công nghệ với quy mô 50 gian hàng. Trong đó, 20 gian hàng của các đơn vị làng công nghệ, viện trường, doanh nghiệp ngoài tỉnh, 15 gian hàng của các sở khoa học và công nghệ các tỉnh, 15 gian hàng của sở ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự. Các sản phẩm được lựa chọn tham gia tại chương trình là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị sản phẩm OCOP, sản phẩm có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đảm bảo chất lượng, cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng như măng khô, nếp hương, nấm hương, miến, bánh khảo, thạch đen, lạp sườn, thịt lợn hun khói, rau sạch các loại. Đặc biệt, một số sản phẩm mới từ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 và rất nhiều sản phẩm khác đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà lãnh đạo các cấp tham gia. Sự kiện góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh Cao Bằng nói chung và các sản phẩm mới ứng dụng khoa học và công nghệ nói riêng. Đây là cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó, hình thành chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển mạng lưới phân phối các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh và thị trường trong nước, mở ra cơ hội thị trường xuất khẩu. Tổ chức diễn đàn khoa học chủ đề Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy tinh thần xung kích, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm tuyên dương doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2024. Thanh niên với vai trò là lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén, có khả năng nghiên cứu, làm chủ khoa học và công nghệ, là lực lượng xung kích, chủ lực, tạo sự bứt phá, giá trị mới trong quá trình chuyển đổi số. Thanh niên được xem là lực lượng quan trọng, đi đầu trong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Xác định rõ vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo, những năm qua, Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Trong đó, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030, tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên. Tổ chức các hoạt động đồng hành, kết nối các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên với các chuyên gia, nhà đầu tư, các tổ chức để hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường trong quá trình khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, thông qua kênh của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các nguồn vốn khác. Từ đây, nhiều mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên được triển khai hiệu quả. Xác định rõ vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo, những năm qua, Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Trong đó, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030, tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương và các tỉnh thành trong cả nước. Tổ chức các hoạt động đồng hành, kết nối các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên với các chuyên gia, nhà đầu tư, các tổ chức để hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, tiếp cận với các nguồn vốn lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, thông qua các kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các nguồn vốn khác. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên được triển khai hiệu quả. Trong đó có mô hình nông trại La Dũng, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, mô hình tày homestay, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Qua đó, các chuyên gia, diễn giả, đoàn viên thanh niên tỉnh trao đổi, thảo luận để làm rõ, sâu sắc thêm về thực trạng, điều kiện, thách thức, đánh giá đầy đủ về tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp của thanh niên tỉnh, đưa ra những định hướng, giải pháp thúc đẩy tinh thần, tư duy khởi nghiệp cho thanh niên Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Diễn đàn Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp sáng tạo, cơ hội và thách thức
là một hoạt động của tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nhằm hỗ trợ cũng như là đồng hành thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Cao Bằng. Và thông qua diễn đàn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, thứ nhất là sẽ truyền những cái lửa tinh thần nhiệt huyết khởi nghiệp cho thanh niên của tỉnh Cao Bằng. Và bên cạnh đó thì thông qua diễn đàn thì cũng muốn được lắng nghe những cái khó khăn, những cái thách thức của thanh niên tỉnh Cao Bằng, để từ đó thì chúng tôi sẽ đề xuất với các cấp, các ngành để làm sao mà có những cái cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. Và bên cạnh đó thì cũng muốn thông qua diễn đàn thì cũng sẽ góp phần là tuyên dương những cái bạn mà thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu cũng như là doanh nhân trẻ tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng, để từ đó cổ vũ, động viên tinh thần khởi nghiệp của các bạn trong tương lai. Và từ những cái tấm gương đó cũng sẽ là những cái mô hình, điển hình để thúc đẩy thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp trong thời gian tới. Điểm nhấn đặc biệt TechFest Cao Bằng năm 2024 diễn ra lễ công bố trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2023-2024, trao giải cho 14 trên 24 ý tưởng dự thi, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, ẩm thực, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, truyền thông, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và trao giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích, 4 giải tiềm năng. Tiến hành ký 5 biên bản hợp tác về các lĩnh vực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận với Trung tâm đổi mới sáng tạo và tác động xã hội, trưởng làng Design Thinking TechFest Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam Startup TV, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng và Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiếu vốn, việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, còn thiếu các kỹ năng quản lý, quản trị kinh doanh, các kiến thức về thị trường, chưa biết cách vận dụng và phát huy tốt các tiềm năng sẵn có của địa phương, nhất là trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu của địa phương và khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch. Ban chỉ đạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có cái chương trình kế hoạch tổng thể dài hạn để thực hiện cái chương trình trong cái giai đoạn tới này. Đặc biệt chúng tôi vẫn tiếp tục trọng tâm liên kết phối hợp với các viện, trường, các làng công nghệ TechFest quốc gia, rồi các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các sở ban ngành của tỉnh Cao Bằng để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng trong cái giai đoạn tới đi vào cái chiều sâu, thiết thực hơn. Cụ thể thì đối với lại các cái viện trường thì các cái hợp tác thì sẽ được tiếp tục đánh giá, rà soát và đưa vào những cái hoạt động mà nó đúng các cái trọng tâm của tỉnh. Các làng nông nghiệp TechFest quốc gia thì hiện nay thì cũng đã bắt đầu khởi động có những cái kế hoạch như làng phát triển tài nguyên quốc gia, rồi làng nông nghiệp thông minh, thì đã có chương trình dự án kế hoạch rất cụ thể, thì tới này thì sẽ có cái bắt tay để triển khai hợp tác trong cái thời gian tới. Và đặc biệt thì trong cái giai đoạn này thì chúng tôi chú trọng trong cái việc là kết nối để hỗ trợ cho cái việc là đào tạo các cái nhóm dự án tác giả đã đạt giải, để làm sao có cái hỗ trợ nó thiết thực và tích cực để có những cái mô hình dự án khởi nghiệp có những cái kết quả thành công, để làm cái động lực tiếp tục thúc đẩy cho các cái dự án phát triển trong cái thời gian tới. Có thể thấy rằng kết quả bước đầu đạt được của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ thể còn khá khiêm tốn, chủ yếu khởi nghiệp theo phương thức truyền thống, và TechFest Cao Bằng 2024 là một bước đệm quan trọng hướng tới mở ra những hoạt động cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các kết quả đã đạt được từ sự kiện góp phần định hướng chiến lược phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong tương lai. Chuyên mục khoa học công nghệ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.